chào tất cả các bạn. Hôm nay mình cho các bạn xem cái video về xóa cái lông mí mắt như chị này là bị loang rất là nhiều và mực là một gốc than. Chính vì thế cho nên là xóa cái quy trình xóa nó sẽ nó bị loang, cho nên là xóa sẽ lâu hơn bình thường một chút. Thì thường thường ra xóa mà nó bị loang thì thường như mình xóa vẫn là rơi tầm độ 2 lần cho đến 3 lần là sạch. Còn bị loang như này thì thường thường nó có thể rơi tầm 3 đến 4 lần. Và tùy theo có tình hình cơ địa của mỗi người, cơ địa đào thải mỗi người nữa. Có những người cơ địa đào thải tốt thì nó sẽ sạch trước được liệu trình của mình một lần. Thì xóa mí này thì mình đã thực hiện cho các bạn xem rất là nhiều các video trước, và video này thì mình hướng dẫn lại cho các bạn một cách để xóa xong cái lông mày và mí được an toàn nhất có thể. Bởi vì sao, thì nó gần cái vùng mắt và cái laser nó rất là an toàn, nhưng mà các bạn nếu mà bạn xóa cái gần vùng mắt này thì nó cần phải có thêm một cái biện pháp để mà bảo vệ cho đôi mắt nữa. Đấy, có nhiều bạn là xóa nhìn trông rất là ghê, không có bảo vệ gì ở mắt cả. Và chị này thì chị vừa xóa cả lông mày và cả mí. Bây giờ là mí mình xóa sau lần trước là nó khá là mờ đây. Đấy, lần trước khá là mờ. Và bao giờ mình xóa thì cũng sẽ phải cạo qua lông mày đi chỉ cho nó đỡ bị vướng laser nó xuống một cách tốt nhất có thể. Thì còn sau đây khi mà lông mày mà cạo xong thì nó sẽ mặc bình thường các bạn nhé, không có gì ở đây. Còn đây là xóa mí, đây xóa mí đây các bạn nhìn, sau lần đầu tiên xóa rất là đẹp sạch. Đây còn khu vực ở dưới này thì nó sẽ lần này nữa là hết thôi. Xóa mí bao giờ nó cũng cần sự cẩn thận cao vì nó rất gần vùng mắt. Mình sẽ tiếp tục thực hiện cái xóa mí này, dự tính ra lần này nó sẽ sạch thôi. Mình có một cái tấm phim này để phản chiếu laser và mình sẽ vẫn áp dụng vào khu vực vùng mắt để đảm bảo an toàn cho đôi mắt trước khi xóa. Xóa mí thì các bạn cần phải đảm bảo cho đôi mắt đã, sau đó là bằng hai cách. Một cách là mình che này vào rồi và mình vẫn phải nhờ một người nữa giữ này thì không cho mở, không cho mở mắt. Đấy. Đây, mình sẽ nhờ em nhân viên của mình, đây em giữ này nhé, không cho mở mắt này. Và bắt đầu mình thực hiện cái thao tác xóa, để anh lấy lại đi. Anh cầm cho em xỏ vào. Chị thả lỏng mắt này nhé. Đây em giữ này, giữ cả hai luôn. Okay. Bắt đầu mình thao tác xóa nhé. Bắt đầu trước khi xóa thì mình cũng nhắc khách là đếm ngược cho khách để khách biết, bởi vì là cái vùng mắt này thì bao giờ cũng sẽ rất là nhạy cảm, họ sẽ giật mình. 3, 2, 1, bắt đầu xóa này. Đấy. Khi mà họ đã quen rồi thì mình sẽ làm một đường, em kéo một đường như vậy nhé. 3, 2, 1, bắt đầu này. Sau khi đã che chở cho cái đôi mắt nó cẩn thận rồi thì các bạn có thể là thoải mái thao tác, bởi vì được bảo vệ hai lớp rồi, một là tay giữ mắt rồi, hai là bằng cái lớp lớp phim này nó che chở rồi, chính vì thế cho nó rất an toàn. Các bạn nhìn thấy là lông mày nó đang trắng, đây là còn cũng là bình thường chứ các bạn nhé, bởi vì công nghệ hút mực thì bao giờ nó sẽ hút tất cả những thứ mà nó có nhận diện được đó là màu đen, cho nên là các bạn không phải lo lắng gì cả, lông mày sẽ mọc lại hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ gì mà về chân lông mày cả. Nhiều bạn rất là thắc mắc là tại sao mà lông mày và mí mà sau khi bắn xong thì nó sẽ bị trắng. Trắng là nó hút sắc tố. Nó laser nó không biết đấy là cái bệnh gì hay là một cái mực gì, mà nó chỉ biết đấy đó là cái màu hắc sắc tố thì nó sẽ hút. Chính vì thế các bạn yên tâm, khi mà xóa lông mày mà nó thấy nó trắng như vậy thì không có vấn đề gì cả.
Đấy, lông mày này mình sẽ xóa lần này là sẽ là dự tính là sẽ sạch hoàn toàn. Bắt đầu em xóa nhé. 3, 2, 1, bắt đầu này. Các bước sóng năng lượng các thứ thì cần phải điều chỉnh theo từng lần, chứ không phải như các bạn nghĩ là nó cứ auto đặt ở cái chế độ nào cũng được đâu. Bởi vì nó tùy theo chất mực và độ nông sâu của mực nữa. Với mực gốc than nó bắn các cái bước sóng nó bắn khác, mực gốc dầu cái bước sóng của nó khác. Mực gốc dầu là cái dạng mực rất là khó xóa. Nhưng mà nếu mà các bạn biết cách xóa thì nó sẽ xóa rất là nhanh. Nhưng mà các bạn không biết cách xóa thì các bạn xóa cũng có người mà kêu xóa 5-7 lần không sạch. Bởi vì tại sao? Bởi vì là mực gốc dầu nó khó xóa mà các bạn không dùng năng lượng nó đúng thì nó có thể là các bạn xóa quá mạnh thì nó sẽ gây sẹo, và các bạn xóa quá nhẹ thì nó không thể đi được. Bởi vì mực gốc than và gốc dầu chính vì thế cho nên là nếu mà các bạn không hiểu biết về chất mực ấy, thì nó rất là khó. Cho nên là nhiều nơi thẩm mỹ viện khác nó xóa mà mãi nó không sạch được. Đấy, có người xóa cơ cũng xóa là 10-12 lần mà không sạch. Bởi vì các bạn không hiểu được cái chất mực gốc than và gốc dầu như nào, cho nên là khi các bạn áp dụng bước sóng thì các bạn áp dụng bước sóng nó mang cái chất nó chung chung mà lần 1 cũng như lần 5, lần 6, lần 7 thế. Và các bạn sợ rằng nó bị sẹo, chính vì thế cho nên là các bạn xóa lại càng ngày càng không sạch. Chính vì thế cho nên là khi mà mình xóa như này thì các bạn là cần phải có được cái sự, thứ nhất là sự hiểu biết về chất mực, cái thứ hai nữa là công nghệ, và cái thứ ba nữa là hiểu biết về cái thao tác xóa của từng vùng để nó giúp da nó an toàn. Hiện tại thì thẩm mỹ Rio bên mình hoạt động về xăm hình nghệ thuật, phun xăm thẩm mỹ và xóa xăm không sẹo và các vấn đề về chỉnh nám tàn nhang. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ là số điện thoại 0966 941 999, 0963 246 533. Số điện thoại của tôi là 0932 330 333. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.